Em xin lỗi là em tiết lộ tuổi thật của chị một tí nha. À, năm nay là chị Hường 57 tuổi. Mà em gặp tuổi của chị, em nhìn gương mặt chị em cũng giật mình luôn. Bởi vì cái phần cơ, cái phần nọng chị không bị chảy xệ. Mà chị biết là tuổi, thường thường thì mọi người nghĩ rằng là chúng ta sẽ lão hóa theo tốc độ gọi là xuống một chút. Nhưng mà đến cái hàng 4 đi là nó xuống cái rụp như vậy nè chị. Cái là tốc độ collagen, elastin nó sẽ mất đi nhiều hơn tốc độ tăng sinh. Mà em thấy chị giữ được như vậy phải nói là quá tốt đó chị Hường. Chị chia sẻ bí quyết đi chị Hường. Tại vì chị đi làm đẹp. Dạ. Đúng rồi chị. Chị làm đẹp, chị làm cắt tay chị theo Evie Thanh Mai chắc cũng 10 năm rồi đó. Dạ, ôi em cảm ơn chị. Hồi xưa chị làm ưu thơ. À chị làm ưu thơ. Mấy năm sau. Dạ. Cái cầu là chị qua mà có mắt. Dạ. Dạ. Nên là tại vì bây giờ mình cái tuổi mình lớn á. Đúng rồi. Mình phải chú trọng tâm. Dạ. Làm đẹp. Dạ. Dạ đúng rồi. Thực ra em thích cái tinh thần của các chị đến đây, bởi vì dù sao đến các chị đến đây là các chị đã yêu cái thiện mỹ, cái chân thiện mỹ, yêu cái đẻ đẹp rồi. Thành ra các chị cũng không có tiếc thời gian cũng như là công sức và cả cái chi phí để mình làm sao mình có được cái vẻ đẹp. À, như hồi nãy em cũng chia sẻ với chị là chị có chị khác của em, chị Thiên Kim, chị chia sẻ 4 điểm của chị làm đẹp là cho mình này, cho chồng mình, cho xã hội và cho cả người yêu cũ nữa. Thì còn bản thân chị thì chị làm đẹp là mục tiêu là gì ạ? Làm đẹp thì cũng cho xã hội, nhà, gia đình mình, nhà, con cái, nhà, bạn bè. Đúng rồi. Như bây giờ em thấy chị năm mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà 57 tuổi, nhà, bạn bè. Rồi sau là trẻ quá đây thì chị thường nói là chị làm chỗ Baby Thanh Mai đấy. Nha, em cảm ơn chị đã khen. Nha, mà em thấy nó thật sự là em nhìn chị như vậy em cũng có chút tự tin, bởi vì em biết rằng là chị cách làm cách đây 10 năm em cũng vậy. Nghĩa là chị em mình làm từ cái thời mà cái công nghệ nó mới ra đời đó. À, tại Việt Nam là chị cũng đã là người rất là phải nói chị em mình là nhanh nhẹ để mình áp dụng đúng cái công nghệ phát triển, y khoa phát triển, bác sĩ đã nghiên cứu cho mình, làm được cơ thể mình tận dụng. Mà miễn là được FDA công nhận rồi, miễn là đồ chất lượng tốt thì chúng ta không sợ, chúng ta có biến chứng về sau. Và trong 10 năm tự năm vậy chị vẫn miệt mài chị điều trị, thì em cũng vậy, em cũng ráng theo để sau đi ghi. Em tuổi 57 như chị, em sẽ được như chị. Chị hy vọng là em còn hơn chị đó. Dạ. Yeah. Đây là công nghệ mà. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Công nghệ thì mình yeah. không sợ. Không sợ chị. Mình không sợ biến chứng, mình không sợ gì hết. Dạ đúng đó, chị. Mình tin tưởng nữa. Dạ. Chị tin tưởng. Dạ. Yeah. Địa chỉ của em. Dạ. Yeah. Em cảm ơn chị. Không biết là nhà chị ở đâu ạ? À? À, nhà chị ở Phú Nhuận. À Phú Nhuận, đúng rồi, chị ở Phú Nhuận thì chị ghé đây cũng không đến nỗi. À, chứ đúng còn không nhà không xa, chị có thể chị ghé hàng tháng hoặc hàng tuần, hoặc là đối với Themat Utha thì 6 tháng chị mới làm một lần, hoặc là 1 năm mới lần. Nói chung nếu mà tốt kỹ thì mình 6 tháng, nhưng mà em thấy em mừng một cái là da của chị cải thiện rất là tốt. Lỗ chân lông em nhìn bằng mắt thường em ở ngoài rất là, phải nói là như gái, da của các cô gái mà ở tuổi 30 chứ không phải ở tuổi như chị. Chắc là chị cũng thấy cái đó, chị soi gương cho chị cũng thấy. Mà đặc biệt là cái phần chảy xệ chị rất là không có, chị săn chắc như vậy nè. Nhất là thường ở cái tuổi này là hai cái má rồi cái nọng cằm nó sẽ đổ xuống và trông mình hơi mệt mỏi ấy. Ha chị ha. Dạ. Yeah. Ở đây tại vì chị thường thường chị sử dụng cái công nghệ mà sống cao tầng chị thích á. À đúng chị. Hồi xưa chị làm cái ưu thơ đó. Dạ. Yeah. Là chị làm cái đó thường xuyên, mà chị làm cảm thấy là làm cái ưu thơ mình thấy ok em. Dạ. Yeah. Chị thấy là kết quả luôn á. Dạ đúng, nó líp lên liền đúng đó chị. Rồi, nó căng, nó căng, nó bóng, nhà nó đẹp. À. Mà nhất là cái phần mà u cục ở đây là nó biến mất luôn. Ừ. Nó líp lên, thành ra em đúng thấy rồi. Cái đó nó hay. Dạ. Rồi và chị duy trì cái sóng cao tần rất là tốt, vì đây làm công nghệ cũng được FDA công nhận. Mà thay vì chị đi massage thì nó chỉ trên bề mặt thôi. Nhưng đây mình lại làm sâu ở bên trong, máy móc thì nó sẽ tăng collagen, elastin sâu ở dưới da. Chưa kể nữa là mình vẫn được đắp mặt nạ, vẫn đi điện chuyển, nó vẫn dưỡng trên bề mặt da. Thành ra em thấy đây là một cái mà chị duy trì hàng tuần rất là tốt đó chị. Dạ, cái này chị làm hàng tuần, nếu mà chị có điều kiện chị làm hàng tuần. Mà khi chị làm á, chị đừng quên làm luôn cái cổ của mình, bởi vì cái phần cổ mình nó cũng cái da nó mỏng. Dạ đúng rồi. Nhìn em biết là già rồi không vậy? Đúng rồi đó chị. Nhiều khi cái da mặt, nhiều chị mình cứ quan tâm tới mặt, nhưng mà cái cổ nó lại tố cáo. Bởi vì chúng ta mặc áo chúng ta cũng phải hở ra. Chứ còn nếu mà mặc kín như vậy thì không nói, nhưng mà xứ mình xứ nóng mà sao mặc kín được vậy. Xứ lạnh thì mình không nói, xứ nóng thành ra nó hở ra là thấy mình, thành ra phải chăm hết cả mặt cả cổ. Em nhiều khi đi xa thì em chịu, để về con em về học ở nước ngoài thì nhiều khi mình đi xa thăm cháu thì mình chịu, chứ là về Việt Nam là em chăm thường xuyên lắm,
vì thứ nhất là em cũng thích cái đẹp, em yêu cái đẹp chị. Em là người công chúng mà. Dạ đúng rồi, em cũng bị cái áp lực là mình cũng là người công chúng, mình cũng phải coi được một chút. À, chứ không thôi thì cũng kỳ, năm nay tao nói Thanh Mai ngoài số quắc cũng kỳ. Dạ đúng rồi đó chị, nên em cũng phải dạ, với lại cũng là hình ảnh đại diện của mình nữa. Vì giống như chị nhìn thấy em, chị nhìn mặt thật, chị nhìn gương mặt thật, chị tin em thì chị mới tiếp tục chị điều trị, chứ chị bảo em mà không làm được cho em là xem làm cho ai. Dạ dạ chị, vậy là ở đây chị làm bao nhiêu các loại công nghệ nào rồi chị? Chị làm ô thơ với thơ mát. Thơ mát. Rồi đi sống cao tầng. Dạ. Thì có khi chị đi vitamin C. À chị đi C, dạ đúng rồi. Thì đây là những cái mà nó bổ dưỡng dữ lắm chị. Còn giả sử như chị muốn bóng tí nữa, bữa nào em đề nghị chị làm thử cái nano collagen. Nó bóng dữ lắm chị. Cái đó nó làm bóng mướt cái da. Thì tự vì em cũng thích kiểu da Hàn Quốc á, nó bóng mướt, chị làm thử cái đó xem. Dạ, nano collagen. Bởi vì những cái kia thì nó đi về săn chắc cơ, săn chắc collagen với lại nâng cơ. Nhưng mà cái nano collagen lại đưa cái dưỡng chất vào trong da và giúp cho da mình nó dày lên chị. Nó dày lên thì nó lại còn trẻ hóa. Tại vì chị rờ cái da mà nhiều người da mà họ lỏng bên trong, họ mỏng á, nhìn nó kiểu mềm 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 mềm. Còn da ai mà nó chắc, nó cứng là bởi vì da họ dày và dưới cái lớp đó là họ có những cái dưỡng chất cũng như là cái collagen elastin nó cứng. Ngay cả chị làm u thê đó, chị thấy chị rờ cái da nó cứng hơn không? Thì đó, thì đấy cái nano collagen nó lại giúp một cái là bóng da. Tại vì những cái kia thì nó đa số là săn chắc, nâng cơ. Nhưng để bóng, để tươi mát da thì nano collagen. Nghĩa là da mình nó nhiều lớp thì lớp nào mình cũng được chăm sóc. Dạ. Bữa nào chị làm thử một lần là chị sẽ thấy hiệu quả. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Chị thấy cái chương trình khuyến mãi. Dạ. Bữa nào chị làm thử xem, tại vì cái đó nó cũng là một cái dịch vụ mà rất là tốt mà nó... Chị làm với đó là chị trẻ hoài, đẹp hoài mà chị không ấn phấn. Dạ, cái này liệu trình có 3 lần. Nhưng mà nếu như mà chị giống như mình có điều kiện á, thì chị có thể chị duy trì từng tháng một, mỗi tháng một. Nó đẹp dữ lắm chị. Chị làm từ xong là nó sẽ giữ cho chị hoài, nó không đổ. Hy vọng mình thích đẹp mà. Dạ đúng, chị ơi, chết hết, có kem đêm gì đâu chị. Thành ra có đẹp là cái còn lại với mình, cho mình vui mỗi ngày, cho mình tinh thần được thoải mái chị ha. Dạ, em cảm ơn chị ủng hộ rất là nhiều cho BBE bên em, tin tưởng, yêu mến bên em. Và cũng 10 năm nay rồi, chị không ngừng là điều trị những cái dịch vụ rất là đỉnh ở BB. Dạ, dạ, và em chúc chị luôn xinh đẹp này, tươi trẻ này và hạnh phúc nha chị. Dạ, cảm ơn chị. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai, với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai.